Very good morning, students, and today we are going to look at new topics, which is about sentence parts. Chúng tôi sẽ đề một vấn đề ngọt này ở ngày này dường đường riêng ông tì thiết dân cần thắng là khăn ông khăn sẽ phí dụ. Ta đầm bày bàn phí dụ, khăn ông bây giờ ông lấy đầm mình ạp tầng này bình lệnh mối ta dường trông mình thiết ở quầy khá cho rùm xóm, chẳng dường mơ tầng ngọt này. Đầm bốn dường mà mơ này dùng mình này tư tớ rất bỏ sentence. What is a sentence? The sentence is a group of words expressing a complete thought. Chúng khăn ông này nâng kê thả phí dụ nông bị sao ăn lễ, ví dụ cứ chỉ cầm bẹ, xong cho khné, hai viên miên ăn tận này bình lệnh, chắc tới để dùng sò xè ví dụ không bị sao ăn lễ, thơm miên này cái subject, thơm miên cái giả sạc, trong miên cam hoặc bọn, đầm bay bằng group, nấy là không ví dụ nâng đầm bay ở sạp tới cứ dùng ai chụp bàn, lỡ đầm bay ở dùng căn để ba dùng một mươi thì họ càng cầu này, I am a student. Chẳng dùng mưa bởi dụng nâng ạ, dùng mình subject, dùng mình cách giả sắp am. Và toàn mà tiếng dùng mình complement, a student. Chẳng bà sân thì dùng ọt đặt a student. Ta dùng ai sẽ đặt bản ấy, bà sân là dùng vậy ta. I am. Chẳng dùng mình vậy, I am phần nắng, bà sân chưa ọt miền ấy, dùng sẽ đặt bản ấy, ọt bản tên mà lần thằng I am nâng chưa sợi. Chẳng bà sân chưa nè, ọt miền a student tế, cứ bởi dụng dương nâng cứ pra cả cả đấy, cứ dương ọt ai dùng bản tên. Hãy ní còn tài chìa để dùng mình này đầm bày đạt rõ như vì môn máu dựng lọc bạc thiên hài thứ hai. Chẳng ngày nâng dương nâng phát đau tổ lỡ thiệt dùng khăn bí cư subject hay nâng predicate. Chẳng dương mà mờ slide bằng tổng ấy cư dương nâng phát đau tổ lỡ subject hay nâng predicate. Chẳng what are they? What is the subject? And what is the predicate? Chẳng xảy tới subject và thiến xảy tới predicate. Lấy dương mơ thì họ thang subject muốn. Nếu cứ chia nội dung mà này subject. The subject of a sentence is who or what the sentence is about. Chẳng kê tha và thiên này bởi dụng mỗi cứ trong trong dòng đau tờ lỡ. Nè, nôn nà, rư có ở quay. Đài đó, bởi dụng nâng người dây ẩm bì. Lấy mơ thì họ. The flower bloomed. Nhé. Chứng the flower cứ chứ subject. Cái nông bởi dụng nắng cứ kia trong người dây ẩm bí flower. Flower nó chẳng mấy lùn. Chứng flower chứ subject. What? Answer the question. What? What is it about? It's about the flower. Ok? Chứng cứ chứ subject. Đó. Từ một tiết. Dương mà mở thì họ thì bí. The girls on the team were all good students. Chứng subject mùi nè. The girls. Hai khăn ông này. Dương từ mục tiêu dương là sẵn sàng ta à phrase và tòa bì main subject đến chiều vầy. Chẳng cần là lâu dương hai lại thang tận cho cao nếu cứ dư subject. À lâu dương cơ lệch mà predicate mà đó. Predicate tells something about the subject. Nhưng chẳng à predicate đi cứ cột prap. Ta subject dương nó cột thua vầy. Subject dương ta cột main action chẳng mạch. Rồi gọi xong đại nhằm bị state of being dần mạch. Bởi dân dưới ta subject là muối, dân dưới ta flower. Dân ở đằng tháo flower nó dần mạch ấy. Tôi là đặt predicate mà bạn dân miền ảnh tình này bình linh. Nóng phải dụng năng. Nó dân mà mở thì họ. Bill told everyone about the wreck. Chẳng Bill nó còn bắt nhà tổng áp nha ông bí nha ca khôi khát. Ca khôi khát. Chẳng predicate dân này. Kệ giả sạp là hôn mà đọc phải dụng trong cầu. Nâng ấy kêu chúng ta predicate. Thế nhé. Chẳng ở ca rốt predicate cứ sửa mình tên. Ôi tài dương rốt subject khởi vụt hỏi. Sau bằng mán cứ chứa predicate chẳng ọc. Mơ thì họ thì bí. Sue plays the piano well. Subject cứ sửa. Hai trăm play đo vào lấy cứ chứa predicate. Chẳng có ca rốt predicate nâng subject cứ ở miền này bởi bà tê. Không bởi dụng bởi dương. Tỏ hả lấy dương tầm mục tiết. Khi nông ca sắc xa ẩm bì subjects hay nâng predicate viên miên ở prophet bọc vì lâu dương mà mơ ẩm bì ca bàn chạy prophet subjects hay nâng prophet predicate ở prophet tìm mũi nó cứ dương ở chúng ta simple subject. The simple subject is the main word in the complete subject. Chẳng kể thà simple subject nâng cứ chưa main word cứ chưa biệt xong khăn mũi nóng prophet thiên bình lệnh mũi lâu dương mà mơ thì hóa nâng bày nghề dối. Here,
The four new students arrived early. Chúng không phải dùng nắng simple subject và dùng cứ students, cái nhé, students. Hai là việc một student nó còn tại việc bằng phần này, rồi có chữ việc bằng chạm bằng time bằng student nâng tê. Chúng dùng cầm toàn là khóa là dùng một simple subject dùng cứ chữ main word in the complete subject. Ok, bắt đó. The complete subject is the main word and all its modifiers. Chúng cái ta subject mùi tiết cứ kể ở chúng ta complete subject. Hay complete subject nâng cứ mấy cứ chữ việc chấm bóng rồi cứ chữ việc goal rùm tiếng việc bằng bánh nấy rồi cứ việc bằng chạm nấy bằng time rồi bảo vệ cụ thể hóa. The four new students, chẳng four new students nâng cứ chữ complete subject chẳng ở nâng cứ ở chúng ta complete subject. Anh ấy cứ gọi là simple subject. Bố dùng vô bịa head word mùi á. Bịa xong khăn trường kê mùi nó không complete subject. Vô một thứ cho simple subject. Hai ạ bịa nè. Bịa đầy cái ao chung ta modifiers. Same same. Và to bì simple subject nắng. Cứ xa rộp chô khuya máu. Cứ dùng ao chung ta complete subject. Lớ dương mơ mơ predicate mà đòn. Chính predicate có ở miền ấy copy subject đấy. Cứ dùng miền chạy đôi chân này. Chúng chúng ăn đó, the simple predicate or verb is the main words or group of words in the complete predicate. Chúng cái ta predicate thông ra mối rưu gồm chữ kẻ giả sạp. Cứ chữ biệt xong khăn, rưu gồm chữ krong biệt nấu khăn complete predicate. Nhưng mà một thì hóa, Sarah's sister took us bowling yesterday. Chúng cái ta ôn được bỏ, Sarah nắng. Nam dương tôi lấy nhỉ, lệnh bùl. Lệnh bùl. Chẳng là lời dương mà mới ta mùi nát chứ simple predicate. Thuộc chứ kẻ rì giả sạp. Cái nhé. Bịa main verb cập nông predicate cứ kẻ rì giả sạp trong bò. Rồi cứ chứ main verb. Hai mùi tiết cứ complete predicate. The complete predicate is the verb and all its modifiers. Chẳng cái lời này cứ ăn miền ấy copy complete subject đấy. Chúng dùng miền simple predicate đại dương ở trong thang chữ kẻ giả sạp nắng hai là bịa môi chùm luôn bằng to bị kẻ giả sạp nắng cứ bộ rùm cho khuyên máu bàn chữ complete predicate. Chúng complete predicate bởi dương cứ chạp bị kẻ giả sạp tàu took us bowling yesterday chẳng ở năng hai cứ ở trong thang complete predicate. It's quite easy to identify simple subject, complete subject, simple predicate and complete predicate. Okay, let's go to the next slide. Đó, chẳng này cứ chỉ cần practice tìm mũi đầm bầy ở dưỡng xoay rộp subject hay năng predicate. Chẳng khả năng này cứ thích cho mình bàn bài trai tham mùi nào chỉ simple subject, complete subject, mùi nào cứ chỉ simple predicate, rồi có chỉ complete predicate. Chẳng ao thì dưỡng rộp subject hay năng dưỡng rộp khơi predicate nó cứ bàn hài. Chẳng là lâu dưỡng thua đầm ọc này, cái ai cô rùng vốn chung quanh subject hay cô bật tốt đi cao predicate. Đó, hãy lâu dương cho rùm thua tầng ọc nế, lệnh mối. We moved the house. Chẳng dương plạc đầu tiệt. Hãy lâu dương mở mắt ta muốn nói chữ subject. We is the subject. Very easy, very direct, right? Chẳng we nâng cứ chữ subject trong phần bởi dương xu rùa tê. Chẳng, đây là hữu bản pháp chẳng. Và to bi subject cứ predicate. Moved the house. Number two, the dog ran after the cat. So the subject is the dog. Ran after the cat is predicate. Very easy. Number three. So number three is a little bit tricky. So now let's do all together. Go sit down in that chair. Đó, dùng mơ mơ của dụng nó là subject. Nhưng chẳng của dụng nó cứ dùng miền invisible subject. Và này thà subject nó cứ kì lẹ. Hà rách đang kì lẹ. Của subject nó cứ trâu ban dô rùi tổ hài. Nhưng chẳng cái lại go sit down nó cứ chứ predicate. Chứ là subject. Subject is you. Nhưng chẳng có nông của dụng imperative thử chẳng. Subject với miền đôi khả nề bằng tay subject bằng bởi dụng imperative nâng cứ thử ban kia lẹ hay đấy bằng lẽ cứ vì ở sẵn khăn chẳng kia ở bạch đạm màu tề chẳng dũ cứ chứa subject thử chăm cái lại nắng. Number 4, there were three different desserts arranged on the table. Chẳng khả nông bởi dụng tiêu bốn kia tha miền bằng ai bay bởi phết thử ban đi trong đặng lời tộc hội sạch chẳng ta biện ná chỉ subject hay mùi ná chỉ predicate. Nhưng thua tưởng ở khả nế cứ three different desserts, cứ chữ subject.
predicate tăng ọc. Ok, thử chăm. Role subject ở khơi, biệt sau level man cứ chứ predicate. Number 5. The light blue shirt with the colorful pattern was her favorite top. Ví dụ nâng kia thả, áo bộ kiểu cháy nâng ở trong mùi nâng bộ tràn rập hết nâng cứ chứ áo đại quạt chỗ chậm. Và hả lâu dùng mở ta mùi nâng subject mùi nâng chứ predicate. Let's go. The light blue shirt with colorful pattern. Cứ chứ subject. Hai tặng ngọt nâng cứ chứ complete subject. Hai predicate cứ was her favorite top. Chắc bị kết giải sắp tới cứ chứ predicate. See, very easy this one. So, remember, please try to find the subject first and then the rest of the sentence are predicate. Now let's talk about the compound subject and compound predicate. Chúng biết là compound đối với compound sentence chẳng cứ bằng là tham mình thiết bị bắt đồng chỗ khả nè. Nó dừng mà mở ta compound subject dừng mách compound predicate dừng mách tăng năng tăng ngọt khả. Compound subjects are two or more nouns in the subject. Compound subjects miền này thá miền niềm bí rư vực tràn chẳng bí. Nó khả nông subject nâng cư nâng ngay kia áo chung mà thang compound subject. Dừng mà mở thì hó Bobby and his friends ran outside to play basketball. Chẳng compound subject bỏ dưỡng cứ Bobby and his friends. Thời chám compound subject thay anh ta link cho mùi nâng and. Ném thì mùi niềm thì bì. Chẳng bột chuột niềm áo dưỡng bán compound subjects. Chẳng anh ấy cứ chứ predicate. Lấy dưỡng mà mơ compound predicate. Compound predicate includes two or more verbs that relate to the subject. Chẳng compound predicate cứ thở ta miên kệ ra sắp bì. Hai kẻ là giả sắp bì nâng cứ vì miên tùm nạn tùm nôn tùm nâng subject mùi nó không bị dục nâng. À lâu dương mà mở thì hó. The little girl picked up her doll and climbed into bed. Mình thấy tối nâng gọt bàn dục tộc của ta gọt hói. Tòa mà tiếp gọt bàn chỗ kề nhé. Chân để kẻ giả sắp bì nâng picked up and climbed. Nhưng cái giả sắp bí nâng về miền tầm nông cho mùi nâng sắp chân dưỡng mách cứ prap ẩm bí action. The girl nâng did ai kê chân cót picked up her doll. Tò mà tiết cót climbed into the bed. Cót bá dùng tọc tàng hái cót chô kê. Chân đồng bày test the memory bởi dương thầy dương tròn trăm cho nó ngạc lát tì mê riêng nâng cư dương một thua lùm hát tì bí đi tầm ọc nền. Chẳng là nếu chưa kết cảm bỏ dưỡng dừng từ thuở dừng ai trong lòng đạo sập hứa rồi cái đặc đá thuở màu. À lâu dưỡng mà thuở thì họ tìm mùi tầng ọc nế. You look very tired. Nè ai mơ tớ ọc ẩm năng lại lại. And lâu dưỡng subject. The first one is very easy. The subject is you. And the rest predicate. Look very tired. Chẳng lịch mùi dưỡng ban thuở rùi tổ hái nó lại lịch tít đã lịch đọc. Nếu chưa kết cảm tìm bỏ dưỡng chẳng dưỡng trong lòng sập hứa thuở tầng ọc nế. And this is the end of the presentation and thank you for watching. Please do not forget to do your homework and subscribe for more video lessons. Goodbye.